một giấc ngủ dài và bữa sáng no nê thì bọn mình vẫn quyết định vác ba lô tới chặng hiking Tongariro Alpine Crossing như đã dự định. Chặng hiking dài hơn 19km này nằm trong quần thể của Tongariro National Park, vườn quốc gia lâu đời nhất ở New Zealand. Vào những ngày đẹp trời thì mọi người sẽ nhìn thấy các đỉnh núi lửa này, các hồ nước màu ngọc bích siêu siêu đẹp này. Tiếc là lần này bọn mình đi lại thiếu một chút xíu may mắn nên trời mưa từ lúc bọn mình đi tới lúc bọn mình quay về luôn. Nhưng không vì thế mà bọn mình không tận hưởng khoảng thời gian ở đây. Nhiều khi nhìn khung cảnh xung quanh mình cảm thấy như đang ở một hành tinh khác luôn. Mọi thứ đều rất rộng lớn, hoang sơ và ẩn mình sau những tầng mây dày đặc. Bọn mình đi trên đường được khoảng gần 1 tiếng thì mình nhìn thấy biển này. Ở đây thì có hai cái ví dụ này: nếu như trời đẹp thì mọi người đi tiếp, còn nếu như trời xấu thì mọi người nên quay lại. Mọi người thử nhìn giúp mình xem đây là trời đẹp hay là trời xấu nhá. Còn đây là mình sau 1 tiếng đi bộ dưới trời mưa. Mình đã đến điểm checkpoint Soda Spring và mọi người nhìn đằng sau này không nhìn thấy một cái gì luôn, thế nên bây giờ bọn mình sẽ quay lại đây. Bye bye. Chuyến đi lần này tới New Zealand, vì quá là mê thiên nhiên ở đây nên bọn mình đã cố gắng sắp xếp thật nhiều các hoạt động ngoài trời như đi hiking này, đi rafting này và hôm nay thì sẽ là zip line. Sáng nay bọn mình sẽ khám phá một khu rừng nằm ở ngoại ô của thành phố Rotorua cùng với hai bạn hướng dẫn cực kỳ dễ thương. Trong hơn 2 tiếng bọn mình sẽ vừa đi bộ trong rừng để nghe các bạn ý kể về quá trình bảo tồn thiên nhiên ở đây, vừa đi 6 đến 7 zip line khác nhau. Các zip line thì sẽ có độ dài khá đa dạng và các view khác nhau, nhưng mà view nào cũng đẹp. Mình đặc biệt ấn tượng với đoạn zipline dài nhất trong tour lần này, cảm giác như mình lọt thỏm trong hàng ngàn các loài cây khác nhau với một màu xanh trải dài vô tận luôn. Hello mọi người, tối qua bọn mình đến Rotorua hơi muộn, thế nên là cũng chỉ kịp nghỉ ngơi này, ăn uống. Với cả lại sáng hôm qua bọn mình đi hiking ấy, nên mặt mũi mình cả bơ phờ, chiều mình ngủ liên miên luôn, thế nên là không thể nào tỉnh táo để nói chuyện mọi người được. Sáng nay bọn mình có đi một cái tour tên là Canopy Tour để có thể đi zip line trong rừng. Còn chiều nay thì bọn mình sẽ đi tham quan hot spring, với cả đi làm một xung quanh Rotorua. Thời tiết mấy hôm nay ở New Zealand rất là thích. Sáng nay thì bọn mình thực ra cũng có hơi mưa mưa một chút, nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì là sáng nay lúc mà trong rừng, bởi vì cây cối rậm rạp, thế nên bọn mình cũng không bị ướt nhiều. Sau là một ngày khá nhẹ nhàng của bọn mình ở Rotorua. Bọn mình có ghé thăm một trang trại gần thành phố để cho các em cừu và alpaca ăn. Em nào em nấy trông mặt cũng siêu buồn cười, mà chắc vì cũng quen có người đến thăm rồi, thế nên cứ mỗi khi thấy người lại hối hả chạy vào, dễ thương dã man luôn ý. Hello mọi người, bây giờ thì mình đang ở sân bay để chờ chuyến bay đi Queenstown và cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến đi New Zealand lần này. Bây giờ thì mình đã ăn sáng một chút. Sáng nay thì mình ăn pancake với cả lại uống latte thôi. Thực ra thì khi mà bay nội địa ấy, thì mọi người có thể đến khá là muộn. Sáng nay bọn mình đến đây trước khoảng tầm 1 tiếng trước giờ bay là ok. Hành lý ký gửi thì mọi người có thể tự check-in, tự để ở băng chuyền, thế nên là thủ tục khá là đơn giản, rất là nhanh luôn. Bây giờ thì mình ăn sáng một chút đã, xong rồi sau đấy chúng mình sẽ đến với Queenstown nhá.
You'll find attendants are now pointing out your exit. Bọn mình vừa mới đến Airbnb xong, mọi người nhìn view của cái nhà này đẹp không này, nhìn thẳng ra hồ luôn. Sáng ngày mai mà ra đây ngồi uống cà phê chắc là thích lắm. Dã man. Tiếp tục những chiếc view nức lòng, đây là view từ phòng của bọn mình. Sáng nay bọn mình có một chặng hike mini. Bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở Lake Anta. Mà nếu như mọi người có xem Lord of the Rings thì đây chính là Dimrudale. Cái chặng hike này thì ngắn lắm. Bọn mình sẽ lái xe từ dưới lên trên một cái car park ở trên khá là cao rồi. Xong rồi sau đấy thì bọn mình sẽ hike khoảng tầm 30-45 phút để lên đến một cái đỉnh nhỏ nhỏ. Xong sau đấy bọn mình sẽ đi xuống thôi. Nhưng mà mọi người nhìn mà xem, sáng nay sương mù, mình không nhìn được một cái gì cả. Hy vọng là lát nữa khi mà leo lên trên cao một chút thì có thể nhìn được một cái gì đó. Mình đã lên gần đến nơi rồi. Nếu như mọi người có dịp đến Queen Star của New Zealand thì mọi người đừng bỏ qua chặng hike này nhá. Bởi vì cái chặng hike này đi cũng rất là dễ thôi. Hôm nay mình còn không cầm gậy nhưng mà đi cũng không có vấn đề gì cả. Với cả nếu như mọi người đi như bọn mình, vừa đi này, vừa chụp ảnh này, vừa quay phim này, vừa ngắm nghía, vừa dừng lại nhìn mọi thứ, thì mình nghĩ là mọi người sẽ đi mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, vừa đi vừa về luôn. Thế nên là cái thời gian hike nó cũng khá là ngắn ý. Mà thời tiết hôm nay cũng khá là thích. Lúc mà mình ở dưới, lúc mà mình bắt đầu quay cho mọi người thì lúc đấy trời còn mây ý, nhưng mà lên trên này thì trời đã bắt đầu nắng lên rồi. Chuẩn nào, Dimrudale, Lake Anta đây, quay cảnh quay trước. Quay ở cái này trước. Nhìn thấy gì không? Dạ. Đấy, xong rồi zoom lên, ấy chính là cái chỗ đấy. Chuẩn nhá. Hồi Nguyên đang quay lại cái cảnh ở trong Lord of the Rings nhưng buồn cười quá mọi người. Còn đây là Aragorn vừa chạy qua nước. Nhưng mà giày thì không thấm nước nên đang ngồi phải thay tất. Chiều nay thì bọn mình lái xe tới hồ Wanaka để tìm một chiếc cây. Và thậm chí chiếc cây này còn có cả hashtag riêng luôn. Đấy chính là hashtag That Wanaka Tree. Cái cây này thì theo nhiều nguồn thì bảo là đây là chiếc cây được chụp ảnh nhiều nhất ở New Zealand. Bởi vì cái cây này lát nữa thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Nó mọc ở ngay giữa một cái hồ thôi, không hề có cái gì xung quanh cả. Vậy chúng mình sẽ cùng đi bộ ra đấy nhá. Thank you.
Một địa điểm nữa mà bọn mình có cơ hội ghé thăm trong chuyến đi lần này là Milford Sound, một vịnh nằm ở đảo Nam của New Zealand. Không chỉ vịnh mà cung đường vào vịnh này cũng cực kỳ ấn tượng với những dãy núi trùng điệp chìm trong sương và những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Milford Sound là nhà của nhiều loài chim quý hiếm ở New Zealand. Nếu may mắn thì chúng mình còn có thể nhìn thấy chim cánh cụt, cá heo và hải cẩu nữa. Ở đây, vào những ngày mưa, hàng trăm thác nước tạm thời sẽ đổ xuống trên các mặt núi tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Trong tương lai nếu có dịp quay lại, mình đã tự nhủ sẽ dành thời gian để đi hiking này và đi kayak nữa để có thể khám phá cảnh vật thiên nhiên hoang sơ ở Milford Sound. Hello mọi người, hôm nay đã là ngày cuối cùng của bọn mình ở Queenstown và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi New Zealand lần này rồi. Hoạt động sáng nay của bọn mình thì sẽ là đi short over jet, tức là mọi người sẽ ngồi trên một cái thuyền để có thể đi trên sông lao ra những cái hẻm núi. Cái hoạt động này thì chỉ diễn ra trong vòng khoảng 25 phút thôi. Mình đang sạc GoPro, đêm qua mình quên béo mất không sạc GoPro nên là hy vọng lát nữa mình sẽ đủ pin để có thể quay cho mọi người cùng xem. Còn chiều nay thì bọn mình chỉ lái xe đi lòng vòng để có thể tham quan những cái vùng xung quanh Queenstown thôi. Và sáng mai thì mình sẽ có chuyến bay để bay trở lại Paris. Bây giờ thì mình đang ngồi trên ban công để có thể tận hưởng những giờ nắng cuối cùng trước khi quay trở lại Paris. Âm u mưa tiết đã khoảng tầm 2 tuần nay. Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời và Short Over Jet cũng là hoạt động tuyệt vời để khép lại chuyến New Zealand cực kỳ đáng nhớ này của bọn mình. Trong suốt 25 phút, mình vừa cố gắng tập trung nhìn bạn hướng dẫn để xem khi nào thì bạn ấy quay thêm một vòng trên sông. Mà thực ra là chắc là cứ 2 đến 3 phút thì bạn ấy lại quay một lần ý. Vừa cố gắng lưu giữ những hình ảnh của thiên nhiên ở đây, bầu trời xanh này, những đám mây trôi lững lờ này, những vách núi treo leo và cả những mảnh cầu vồng trên mặt nước. Mình sẽ cố gắng nhớ thật lâu những hình ảnh này sau khi đã rời khỏi đất nước xinh đẹp này. Bây giờ bọn mình đang đứng chờ mua burger, một hàng có tên là Fox Burger, siêu siêu đông ở Queenstown. Và lần nào bọn mình đi qua đi lại cũng thấy hàng xếp đông nghìn nghìn người luôn. Chúng mình sẽ ăn thử xem là hàng burger này có ngon không nhá. Chúng mình đã ở những khoảnh khắc cuối cùng của series New Zealand. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này nhé. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau thật là sớm thôi trong một video mới với những hành trình khám phá mới nhé. Bye bye mọi người!